Christian? Who? Christian. Over there. Thank you. Inside? Okay. Đây là một clip vô cùng đặc biệt bởi vì tụi mình sẽ đi mua xe. Xe. Đi mua xe. Tụi mình đang ở Toyota Automation ở Los Cerritos. Los Cerritos. Los Cerritos. Bây giờ sẽ vô nói chuyện với lại người ta. Em gọi ổng. Anh seller ảnh đã kéo cái xe ra để cho tụi mình coi rồi. Wow. Hai chiếc luôn nè. Đây là Camry 2025 XSE, hai màu khác nhau. Daytime running light, and then nice LED hits, and then honeycomb bumper. Bạn mình đang ngồi lên để thử coi bên trong. Okay. Okay, so it's almost the same thing. Yeah. The only thing that really changes up is you're going to see the 12-inch display, so that one's new on the actual. Yeah. That one is going to be new. So on that next one. Sounds good. Tụi mình đã tốn khoảng 4 tiếng đồng hồ để ngồi làm mới giấy tờ. Giờ là xong rồi nè. Bây giờ đợi họ dọn xe rồi họ đem xe ra là nhận xe là xong, đúng không? Đúng không? Đây là Toyota Cerrito, rất là bự luôn. Xung quanh có rất là nhiều những cái hãng xe khác. Để mà có cái chiếc xe này là tụi mình phải đợi cũng tương đối lâu, tại vì Camry đang rất là hot. Và khi mà đại lý này lấy chiếc xe này về thì tụi mình lập tức chạy ra đây coi liền luôn. Thì coi sơ qua bên ngoài, rồi coi bên trong, rồi test drive. Thì sau khi test drive thì tụi mình sẽ vô bên trong để làm mấy cái thủ tục mua xe, làm ba cái giấy tờ gì đó. Cũng không có nhiều thời gian để quyết định, tại vì mình vừa mới test drive xong, mình bước xuống xe một cái là có một đống người bu vô để muốn chạy chiếc xe này và cũng muốn mua chiếc xe này, cho nên là phải gấp rút. A few moments later. Ra dẫn xe thôi. Có số xe luôn rồi. Đây, xe mới đây anh em. Mình bỏ quên bằng lái ở nhà rồi, cho nên là lát bạn gái mình sẽ chạy. Quá vui luôn á, chiếc xe đầu tiên mua ở đây luôn á. Đẹp quá ha, nó làm giống cái sệt ghê, cái ga lăng. Đây là anh seller bán xe cho mình nè. Anh đang hướng dẫn bạn gái mình làm gì đó đó. Bản mình mua là XSE ha. Nhưng mà không phải là full option, mình không có full option thì nó sẽ mắc lắm, full option nó sẽ lên tới 45-46 ngàn lận. Xe này của mình là 41 ngàn. Chiếc này là hồi nãy đi xem chung với mình luôn nè, bây giờ cũng đã bán được luôn nè. Camry đang rất hot bởi vì cái mẫu này rất đẹp. Xe ra là người ta ào vô người ta mua. Mình phải đợi chiếc này cũng rất lâu rồi, thì bây giờ họ nó mới về hàng, với lại bây giờ cũng mới đủ tiền để mua. Rất hot luôn. Đó, chiếc kia là 7921. Này 7925. Ồ. Đó, số. Ok, bây giờ trong nội thất. Bạn gái mình vẫn đang set up cái gì đó với điện thoại. Và đang được hướng dẫn. Coi xem nội thất bên trong hai anh em ha. Màn hình 12.3 inch. Nếu mà mua bản thấp hơn thì màn hình chỉ được có 8 inch thôi. Alright, finish setup. Nhận cái gì đó. Bỏng quá không thấy, nắng quá. There you go. So it takes about a day or so for everything kind of to move over from the vehicle to onto your phone. It's
So you'll get your odometer, how many miles are on the car. Right now it has a full tank. Okay. It'll show you how much range you have. And then services, you can schedule your services. Doesn't have to be specifically here. If you want to come and say hi, you could do so as well. Okay. And that's about it with the app. Thì khóa tương đối bình thường. For the app is you have one free year of roadside assistance. So up top, you're going to see SOS right over there. What that SOS is roadside assistance. So if you ever need a tow truck, hopefully you don't. But if you ever need it, you're going to have it right there. Oh, okay. Sounds good? Sounds good. And then... Okay. Đi về thôi, về nhà, bỏ quên bằng lái nhà rồi cho nên là không có chạy được. Nhờ Ân chạy. Ok, chắc là mình up video để mình gọi điện cho người thân ở nhà, gọi điện cho nhà tài trợ. Mỗi đứa giữ một cái ha. Cái chìa khóa đẹp lắm nha. Dạ, nãy anh tưởng đâu nó xấu ấy. Đâu, đẹp. Đẹp không? Đẹp. Có chìa Camry luôn phải không? Ê, mới bỏ cái tay vô dính nè. Nè, đẹp quá trời luôn. Okay, em nãy giờ em phe được cái đó rồi đúng không? Rồi. Ồ, thôi vậy bỏ cho nó đi, lấy ra nó chày vậy đó. Để mua cái miếng gì đó bảo vệ nó lại. Ừ. Ủa? Ủa? Sao vậy? Speaking from a person không có thích để bảo vệ thì rồi. Bây giờ cái này nhỏ xíu xíu thì bảo vệ. Laptop này nọ không bảo vệ, điện thoại không bảo vệ. Cái này ông mua miếng gì dán vô. Cái này tới 1 tỷ bạc luôn. Trời ơi, chắc tôi xỉu. Ok, let's go. Sau 6 tiếng đồng hồ thì cũng đã về được tới nhà rồi. Bây giờ ghe xe vô bãi rồi nghỉ ngơi. Thật sự là rất rất là vui khi mà lần đầu tiên có được cái trải nghiệm mua xe, mà lại còn là mua xe ở Mỹ nữa. Mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái chiếc Camry này của mình trong những cái video clip sau. Còn bây giờ thì chắc là kết video ở đây. Hẹn gặp lại em trong những video sau ha. Bye bye.